Lưu Diệc Phi sắp đóng cặp cùng Mỹ Nam kém 12 tuổi, từng có mối tình chị em siêu nổi tiếng. Theo nguồn tin trên Weibo, phim truyền hình Trường Lăng đã định cặp nam nữ chính là Lưu Diệc Phi và Tống Uy Long. Trước đó, Lưu Diệc Phi là lựa chọn đầu tiên để đóng vai nữ chính Trường Lăng. Tin đồn về vai nam chính nhắc tới nhiều cái tên như Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách, Ngô Lỗi. Tuy nhiên, có vẻ thời gian gần đây đã định nam chính là Tống Uy Long. Trường Lăng là phim truyền hình đại nữ chủ, có nội dung kể về nữ chiến thần uy nghi tứ hải Trường Lăng. Cô bị người mình yêu hãm hại rơi xuống sông, nhưng thoát chết và lấy thân phận khác để sống tiếp. Sau 11 năm, kẻ phản bội này đã có quyền cao chức trọng. Thật may trên thế gian này có một người vẫn còn nhớ đến Trường Lăng, âm thầm giúp nàng lên kế hoạch trả thù. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Dung Cửu với ekip sản xuất dự định khá chất lượng. Ngoài ra, việc Lưu Diệc Phi quay trở lại phim truyền hình trong những năm gần đây và tác phẩm nào cũng nổi tiếng đã cho thấy được sức hấp dẫn của việc hợp tác với cô. Có lẽ, rất nhiều nam diễn viên đều hy vọng được đóng cặp cùng thần tiên tỷ tỷ trong tác phẩm mới này. Tống Uy Long kém Lưu Diệc Phi 12 tuổi, nhưng trước đó, anh cũng thường đạt được thành công khi hợp tác với những đàn chị hơn nhiều tuổi. Có thể kể đến như Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc đóng cặp cùng Tống Thiến, cách nhau 12 tuổi, hay Lấy Danh Nghĩa Người Nhà đóng chung với Đàm Tùng Vận, cách nhau 9 tuổi. Lưu Diệc Phi cũng sở hữu ngoại hình trẻ trung, nên có lẽ khoảng cách tuổi tác không phải là vấn đề trong sự hợp tác này. Địch Lệ Nhiệt Ba gây bão với loạt ảnh mặc váy cưới, chú rể là ai? Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc đẹp kinh diễm của giới giải trí Hoa ngữ. Mới đây, một loạt ảnh mặc váy cưới trắng của cô nàng đã được đăng tải, khiến dân tình được fan đứng ngồi không yên. Nhiều cư dân mạng thắc mắc không biết chú rể của nàng mỹ nữ Tân Cương là ai hay đây chỉ là một tạo hình trong phim. Tạo hình váy cưới gây sốt của Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên, nhìn vào loạt ảnh này, không khó để nhận ra, đã được chụp từ cách đây khá lâu. Có vẻ như đây là những bức ảnh được Địch Lệ Nhiệt Ba chụp quảng cáo cho một thương hiệu váy cưới từ thời điểm vào nghề chưa lâu. Trong ảnh, nhan sắc nàng mỹ nữ Tân Cương trông có phần non nớt và chưa được mượt mà như hiện tại. Dù vậy, không ai có thể phủ nhận rằng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn rất hút mắt khi diện váy cưới trắng. Loạt tạo hình váy cưới xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng nhiều lần diện váy cưới trắng trên màn ảnh. Trong đó, ấn tượng nhất phải kể đến hai bộ phim là Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh và Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Diện váy cưới trong thời điểm nhan sắc ở thời đỉnh cao, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ vì sắc vóc quá xuất sắc. Tính đến hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa thông báo dự án phim mới, khiến khán giả cực kỳ mong đợi. Có nguồn tin cho biết, nàng mỹ nữ Tân Cương sẽ đóng chính ở Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng cùng Trần Triết Viễn, nhưng lại không quá được ủng hộ. Trước Trần Triết Viễn, những sao nam cũng từng được đề xuất vào vai nam chính phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng là Vương Hạc Đệ và Vương Tử Kỳ. Trong đó, Vương Hạc Đệ gây chú ý hơn cả. Có người cho rằng, Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Hạc Đệ nếu thực sự hợp tác cũng là một tổ hợp không tồi. Ngược lại, một bộ phận cư dân mạng lại không hào hứng với lượng thông tin trên. Còn cảm thấy xác suất để Vương Hạc Đệ đóng phim cùng Địch Lệ Nhiệt Ba là không cao, càng không nên đặt niềm tin vào đây quá nhiều để rồi thất vọng tràn trề. Địch Lệ Nhiệt Ba tuy đã lấy lại phong độ nhan sắc, nhưng sự nghiệp diễn xuất của cô nàng vẫn gây tranh cãi. Hiện tại, dân tình đang vô cùng mong đợi bộ phim tiếp theo của Địch Lệ Nhiệt Ba. CNET đề cử sao nam đẹp nhất lứa 90, 95 và 00, Tiêu Chiến góp mặt, Vương Hạc Đệ vắng bóng. Vừa qua, cư dân mạng xứ Trung đã đề cử ra 3 sao nam có ngoại hình xuất sắc hàng đầu lứa 90, 95 và 00 tại làng giải trí Hoa ngữ. Kết quả được hé lộ dưới đây chắc hẳn sẽ khiến không ít người cảm thấy bất ngờ, thậm chí là không thể tin vào mắt mình. Tiêu Chiến. Đầu tiên, tiểu sinh được đề cử có ngoại hình nổi bật nhất lứa 90, thuộc về Tiêu Chiến, sao nam có nhiệt độ và lượng fan hùng hậu bậc nhất showbiz hiện nay. Tiêu Chiến gây thương nhớ với công chúng nhờ ngoại hình sáng, gương mặt không góc chết cùng nụ cười tỏa nắng ấm áp và thần thái đúng chuẩn minh tinh. Tuy nhiên ít ai biết rằng, trước khi xuất đạo, Tiêu Chiến từng rất đam mê với công việc thiết kế. Ngay từ năm 2 đại học, anh đã cùng với một vài người bạn khởi nghiệp công ty chuyên về thiết kế logo, đồng thời mở một phòng làm việc nhiếp ảnh và Tiêu Chiến là thợ chụp ảnh chính. Sau khi tốt nghiệp và đi làm một thời gian cho công ty thiết kế, anh mới đổi hướng, dấn thân vào showbiz và chính thức gia nhập hàng đỉnh Lưu nhờ bộ đam cải Trần Tình Lệnh, đóng chung với Vương Nhất Bác. Kể từ năm 2019 Trần Tình Lệnh chiếu đến nay, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên được sức nóng và nhân khí tốt của mình.
ngay cả khi anh phải tạm dừng hoạt động khoảng gần một năm, do vướng vào sự cố 227, vì hành động thiếu suy nghĩ của fan. Đặng Vi, tiểu sinh đại diện cho lứa 95, được đánh giá có ngoại hình hàng đầu, không phải Vương Hạc Đệ, Vương Nhất Bác, Trương Lăng Hách, mà là Đặng Vi. Đây cũng chính là lý do một cuộc tranh cãi đã nổ ra, rất nhiều người cảm thấy quá thiếu thuyết phục. Đặng Vi mới vừa bật lên cách đây không lâu, sau khi Trường Tương Tư lên sóng, couple Đồ Sơn Cảnh và Tiểu Yêu cũng là cặp đôi thu hút fan đông đảo nhất phim. Vẻ đẹp của Đặng Vi trong phim đốn tim không biết bao nhiêu thiếu nữ, song đối với công chúng, Đặng Vi tuy đẹp trai nhưng chưa phải xuất sắc nhất. Trong nhiều bản bình chọn sao nam đẹp nhất lứa 95, có thể thấy top 1 cũng chưa từng một lần gọi tên Đặng Vi. Vương Tinh Việt. Cuối cùng, sao nam được chọn có ngoại hình hàng đầu lứa 00 là Vương Tinh Việt, gà cưng Vu Chính, cùng chung công ty với Bạch Lộc, Hứa Khải, Ngô Cẩn Ngôn. Anh được biết tới qua một số vai phụ trong Châu Sinh Như Cố, Ninh An Như Mộng, Giữa Cơn Bão Tuyết. Vương Tinh Việt sinh năm 2002 nhưng ngoại hình của anh lại tương đối chín chắn, thế nên, thời điểm xuất hiện trong Châu Sinh Như Cố, vai tra nam Lưu Tử Hành, có không ít khán giả hiểu lầm anh chàng thuộc lứa 9X. Tống Dật vạ lây vì ồn ào của Bạch Kính Đình, bị tố thủ đoạn không kém bạn trai, cố tình hạ bệ các mỹ nhân nổi tiếng hơn. Trước khi xảy ra ồn ào của bạn trai Bạch Kính Đình, Tống Dật từng được coi là chị dâu của cả Cbiz, nhưng ở thời điểm này, cô cũng bị kéo vào chỉ trích. Theo 163, cơn bão scandal của Bạch Kính Đình không chỉ ảnh hưởng đến mỗi anh, mà còn kéo theo bạn gái là nữ diễn viên Tống Dật. Những ngày đầu Tết Nguyên Đán, Bạch Kính Đình vướng vào tranh cãi chơi trội, cố ý chiếm center ở sân khấu Thượng Xuân Sơn tại Gala Xuân Vãn 2024 của đài CCTV. Không những vậy, nam diễn viên họ Bạch còn cố tình mặc lệch pha 4 lần để giật spotlight đồng nghiệp, xào couple lộn xộn với nhiều người đẹp Cbiz, đâm sau lưng MC Hà Cảnh. Dù cho đoạn video tổng duyệt với cảnh Bạch Kính Đình đứng ở bục cao nhất trên sân khấu giống với bản chính thức được tung ra, nhiều người vẫn đặt nghi vấn nam diễn viên cố ý muốn tìm cách để nổi bật. Hình tượng thẳng thắn hài hước của Bạch Kính Đình bị hủy sạch trong mắt người qua đường sau ồn ào này. Không chỉ vậy, mối tình của anh và Tống Dật cũng bị đàm tiếu. CNET cho rằng, nếu nam diễn viên sống giả tạo, thì Tống Dật cũng tương tự vì nồi nào úp vung nấy. Một số cư dân mạng khác lại khuyên cô nên chia tay để không bị Bạch Kính Đình liên lụy. Mới đây, netizen đã đào lại nhiều vụ cư xử kém duyên và chiêu trò của Tống Dật, cho thấy cô không phải người đơn giản như vẻ ngoài thanh tao hiền lành vẫn thể hiện trước công chúng. Thời còn chưa trở thành tên tuổi nổi bật trong showbiz, Tống Dật đã không ít lần có hành động dìm đồng nghiệp nữ, đặc biệt là các mỹ nhân có danh tiếng cao hơn cô và sở hữu nhan sắc được khán giả ca ngợi như Angelababy, Trương Dư Hi, Mưu Nữ Lang Trương Tuệ Văn. Cụ thể, cư dân mạng đã tố Tống Dật truyền thông bẩn, không ngừng ca ngợi ngoại hình và diễn xuất của mình vượt trội hơn Angelababy. Năm 2017, Tống Dật và Angelababy hợp tác trong dự án Thời Đại Lập Nghiệp. Angelababy đóng nữ chính, còn Tống Dật đảm nhiệm vai nữ phụ. Sau khi đoàn phim công bố danh sách diễn viên, mạng xã hội Weibo đã xuất hiện không ít bài viết so sánh nhan sắc và năng lực đứng trước ống kính của cả hai. Với nhiều ý kiến cho rằng, Tống Dật đẹp và diễn hay hơn người đồng nghiệp cùng tuổi, các bài viết có nội dung dìm Angelababy, tân bốc Tống Dật xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội hơn một năm, cho đến khi bộ phim nói trên lên sóng. Điều này khiến cư dân mạng cho rằng, Tống Dật bỏ tiền mua các tài khoản blogger để tung hô sức hút của mình, tạo danh tiếng ảo rằng cô được yêu thích hơn và đẹp hơn Angelababy. Không chỉ vậy, Tống Dật còn bị phát hiện bày tỏ sự yêu thích với một bài viết, khen ngợi cô là nữ phụ nhưng mang cốt cách nữ chính trong hai phim là Cây Dành Dành Nở Hoa và Kẻ Ngụy Trang. Người đăng bài đánh giá Tống Dật có vẻ ngoài nhẹ nhàng, mộc mạc và đẹp hơn nữ chính Trương Tuệ Văn và nữ phụ tuyến 2 đã từng phẫu thuật thẩm mỹ Trương Dư Hi. Đối mặt với sự so sánh này, Tống Dật bình luận một icon mặt cười nháy mắt, biểu thị sự thích thú và đồng tình với ý kiến của tài khoản đăng bài. Sau khi chuyện cũ bị phanh phui lại, không ít khán giả cảm thấy thất vọng với thái độ hành xử của Tống Dật và mắng cô là trà xanh, từ chỉ người có tính cách giả tạo, thảo mai. Trước khi xảy ra ồn ào, Bạch Kính Đình và Tống Dật là cặp đôi được yêu thích và nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Còn nhớ hồi tháng 11 năm 2022, paparazzi tung bằng chứng Bạch Kính Đình và Tống Dật hẹn hò. Dù không xác nhận nhưng cả hai liên tục để lộ những dấu hiệu hẹn hò trên mạng xã hội như đăng ảnh ở cùng thời điểm, địa điểm, mặc đồ chung. Chuyện tình của bộ đôi Trường Phong Độ được CNET yêu mến, đẩy thuyền hết cỡ. Nhưng tới khoảng đầu tháng 12 năm 2023,
dư luận dần quay hướng chỉ trích hành động của hai người. Sinet cho rằng, ban đầu mối tình vụng trộm không thể giấu giữa Bạch Kính Đình và Tống Dật dễ thương, nhưng càng ngày cả hai tung hình càng rõ, lại không một lần thừa nhận, khiến nhiều người cho rằng, hai diễn viên đang cố ý marketing, lợi dụng chuyện tình cảm tạo nhiệt. Từ được yêu, Tống Dật và Bạch Kính Đình dần trở thành cái gai trong mắt công chúng. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.